Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quan sát âm thanh khổ đau của thế gian để tu hạnh Bồ Tát. Nói đơn giản hơn, Ngài là vị đệ tử của các Đức Phật đã phát nguyện tu tập quan sát những khổ đau, khó khăn của mình và chúng sanh để tu tập rèn luyện những đức tính từ bi, trí tuệ. Ngài chấp nhận vượt qua những khó khăn để hướng đến sự an lạc, giải thoát cho chính mình và chúng sanh. Cũng có các vị Bồ Tát đã nhiều đời phát nguyện tu tập các hạnh Ba La Mật. Còn chúng ta cũng là đệ tử của Đức Phật, nhưng chỉ là những vị Bồ Tát sơ phát tâm hoặc là chưa phát tâm. Chư vị tổ sư có dùng một ví dụ cho Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát sơ phát tâm tu tập mà đến Đại Bát Địa là địa thứ 8 của Bồ Tát thì giống như là trứng cá và bông xoài vậy đó. Thì trứng cá đó, khi mà con cá nó sanh ra cái trứng để nó trứng thì nó rất là nhiều. Một con cá khoảng 1,5 kg nó sẽ sinh ra được khoảng hơn 100.000 đến 200.000 trứng. Để mà đến khi được đến con cá mà nó trưởng thành rồi đó thì khoảng vài trăm con hay là hoặc vài ngàn con thôi. Còn bông xoài thì đến mùa chỗ bông có cây xoài thì bông nó trắng hết cái hết nguyên cái cây xoài luôn. Đến lúc mà được những cái quả xoài mà chín thì được một cây khoảng chừng vài chục trái hoặc là hơn 100 trái là nhiều rồi. Thì Đại Bát Địa ở đây còn gọi là Bất Động Địa. Ở địa này thì cái trí vô phân biệt vận hành tiếp nối một cách tự nhiên, làm cho những cái tướng dụng của những cái phiền não không có thể làm dao động được cái tâm Bồ Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm có một cái đoạn là tự mình chưa độ trước lo độ người là Bồ Tát phát tâm, còn tự giác đã viên giác ngộ cả khác là Như Lai ứng thế. Khi mình phát tâm phục vụ hay phụng sự theo cái hạnh Bồ Tát á, nếu chúng ta chưa đủ từ bi, chưa đủ nguyện, chưa đủ trí thì mình không có đủ cái năng lực để vượt qua những cái áp lực của phiền não. Còn các vị Đại Bồ Tát thì các ngài đã rèn luyện đầy đủ những đức tính của bi và trí và nguyện, những cái hiểu biết, những cái phương tiện trí của Đức Phật thì có đủ năng lực phước đức để làm lợi ích cho chúng sanh, có thể đem chúng sanh lên con đường giác ngộ. Còn cái từ Quán Thế Âm ở đây là trong kinh Phổ Môn á, nói về năm loại âm thanh là diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Chiều Âm và Thế Gian Âm. Âm thanh thứ nhất là âm thanh của thế gian. Là âm thanh ở thế gian thì có nhiều loại, nhưng phần nhiều là mình thường hay nghe những âm thanh về những cái chuyện là được, mất, hơn, thua, hay là danh lợi, đúng, sai, phải, trái. Nhưng trong những cái tình huống mà xấu hơn thì cũng có những cái âm thanh như là chỉ trích, ghen ghét, phê phán, đấu tranh. Những cái loại âm thanh này mà mình tiếp xúc nhiều làm cho cái tâm thức của người nó cảm thấy mệt mỏi rồi khó chịu, làm cho cái tâm tư của mình nó co thắt lại, rồi dần dần cái tâm của mình nó đóng lại luôn. Còn loại âm thanh thứ hai là diệu âm. Diệu âm là cái loại âm thanh êm dịu, giúp cho cái tâm của người nghe đó được an tịnh, nhẹ nhàng và trong sáng trở lại. Thì cái diệu âm là gì? Ví dụ ở thế gian á, mình nghe một cái bản nhạc mà nó hay đến đâu đi nữa đó, thì mình nghe khoảng 10 lần hay 20-30 lần gì đó thì mình phải bỏ, mình phải đi tìm cái bản nhạc khác để mình nghe. Còn cái diệu âm ở đây á, thì mình càng nghe đó, cái tâm của mình nó lắng lại, và từ cái trí của mình nó sáng ra. Là ở đây mình người Phật tử chiều nào mình cũng được
tụng kinh Di Đà, tụng Bát Nhã, có nơi khác thì tụng kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang. Thì mình tụng càng nhiều á thì cái tâm của mình nó định tĩnh trở lại, nó được nhẹ nhàng trở lại. Mà mình hiểu, càng hiểu được cái kinh á thì cái trí của mình nó càng sáng ra, thì gọi là diệu âm. Âm thanh thứ ba gọi là quán thế âm. Chư Phật và Bồ Tát á, quan sát âm thanh của thế gian mà tùy theo nhân duyên của mọi nơi mà các ngài làm lợi ích cho họ. Còn âm thanh thứ tư là phạm âm. Phạm âm là lời nói của chư Phật và Bồ Tát do các ngài đã nhiều đời nhiều kiếp không có ác khẩu, không có nói lời thô tục, thường nói lời êm dịu, những lời tốt lành làm cho người nghe được lợi ích, sanh thiện tâm và giúp cho người ta tu tập các công đức. Còn âm thanh thứ tư là hải chiều âm, là âm thanh vang vọng của hải chiều, của sóng biển, của đại dương, được dụ cho cái biển tâm thức của chúng ta. Có vài dòng thơ của nhà thiền nói về cái hải chiều âm này. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng. Cho dù cái tiếng vang trong cái tâm thức của mình, cái vọng tưởng của mình, nhưng mà mình biết cái đó là mộng thì nó vỡ ra hết. Như kinh Kim Cang có nói là tất cả pháp hữu vi như giấc mộng, như bọt bóng, như tia chớp, như ảo ảnh, có đó rồi vội mất thôi, nó nhanh chóng. Còn pháp âm của Phật á thì giống như cái tia sét thôi, những tia sét mà nhá lên trong đêm đen làm cho nó sáng lên, làm bình lặng lại những cái cơn sóng cuồng ở trong vọng tâm của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói về pháp tu của Bồ Tát Quán Thế Âm là nhĩ căn viên không, đây gọi là phản văn văn tự tánh, là xây cái nghe lại cái nghe của mình, nghe lại tự tính, là nghe cái tâm tư của mình đang ở cái trạng thái tâm gì. Tâm của mình cũng giống như nước trong vậy đó, nếu mình bỏ đường thì nó ngọt, còn bỏ muối thì nó mặn. Hàng ngày tâm mình thường chạy theo ngũ dục và lục trần, nó cũng chất chứa cũng không biết bao nhiêu là cái hương vị. Có lúc thì theo thanh, có lúc thì những sắc, có lúc thì những cái mùi hương, có lúc thì những cái hình bóng của cái tiền tài, rồi sắc dục nó nổi lên trong cái tâm của mình đó. Pháp tu của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là dạy mình xây vào bên trong để nghe lại cái trạng thái tâm tư của mình đang là cái trạng thái tâm gì, để mình không bị cái nghe của vọng tưởng, cái nghe bên vọng tưởng bên ngoài nó đánh lừa. Ví dụ nếu mình nghe những cái dữ liệu mà không tốt á, của anh mình, em mình, hay là vợ mình, chồng mình, hay huynh đệ của mình, thì cái nghe đó nó tạo ra cho mình nhiều khó khăn, làm cho khó khăn đến những cái người thân của mình. Thì làm người á, cho dù người tốt đến đâu đi nữa thì họ cũng có những cái khuyết điểm. Ví dụ như người mà làm nhiều điều xấu nhưng họ chỉ làm được một việc tốt nào đó thôi, thì Đức Phật dạy là ta nên nhìn vào việc tốt đó của họ. Riêng bản thân chúng con á thì đôi khi mình nghe những cái việc không tốt về huynh đệ của mình, hay trong công việc sinh hoạt sống hàng ngày á, có những cái khi mà xúc chạm cháy nghịch lòng của mình làm mình sân lên, làm mình giận đi, thì mình cái sân đó nó âm vang trong đầu mình. Đôi khi mình nhìn những cái huynh đệ đó như cái tâm mình mang theo cái sân đó, hay mang theo cái gút mắt đó, cái thành kiến đó, mình nhìn huynh đệ của mình, sư huynh hay sư đệ của mình hay bạn của mình bằng cái thấy soi mói, hay là cái thấy chỉ trích, thì họ chỉ làm cho mình, họ sơ ý hay là họ cố tình, hay nhưng mà họ chỉ xấu cái ở lúc đó thôi. Nhưng mà mình chỉ còn bao nhiêu cái chuyện tốt của họ thì mình không nhìn được. Thì đó là
cái nghe vọng tưởng trong tâm thức của mình nó lưu lại, làm cho cái thấy của mình nó sai lệch đi. Nhưng mà mình thường thường mình thấy những cái xấu đó là mình thấy của ai? Của huynh đệ mình, của người thân mình, của vợ mình, của chồng mình. Nhưng mà những cái người bao nhiêu cái chuyện tốt lành của họ thì mình không thấy được. Người Phật tử của chúng ta đó, hàng ngày mình được ngồi lại để lắng nghe cái câu niệm Phật, hay là quan sát hơi thở, để nghe lại bên trong của mình. Có một chút tham, có một chút sân, có một chút gì đó là nó chưa được sáng suốt. Nhờ mình ngồi lại, mình nỗ lực, mình quan sát thực tập lâu ngày, thì cái nghe, cái thấy của mình từ từ nó được an tịnh và trong sáng hơn. Hoặc là thiền tâm có vài dòng thơ mà con cũng rất là thích. Con xin đọc cho đại chúng nghe. Tiến bước nguồn tâm ngời tuyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ học kẻ cười hoa được, đem ý sang lành rải bến mê. Khi mà tâm của mình nó được an tịnh rồi đó, nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, thì mình nhìn cái hoa, mình nhìn cái lá, mình cũng cảm thấy vui, thấy đẹp. Thì tâm tư của mình lúc này mới đủ sức, mới đủ năng lượng để giúp đỡ cho mọi người.